Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Sếp Muốn News Today và blog Nguyễn Thắng com. Thì trong cái video ngày hôm nay, Thắng sẽ gửi tới một số những cái cập nhật tin tức về token Sếp Moon của chúng ta. Thì như chúng ta có thể thấy trên màn hình đó là trong vòng 24 giờ qua là có 11.295.951 mã thông báo Sếp Moon đã được đốt, với cái giá trị hiện tại của một token Sếp Moon là 0,00076 đô la Mỹ. Thì đây là một con số nó cũng bình thường thôi mọi ngày thôi. Và chúng ta kiểm tra qua cái chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin, đó chính là vẫn đang ở con số 10, một con số có thể nói là thấp, rất thấp, cho nên là rất khó có thể đoán định được thị trường ở thời điểm hiện tại, nên là không có bất cứ một cái điều khuyến nghị nào trong đầu tư ở thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cái thông tin tiếp theo của thị trường. Và trên cái Tech Screener thì chúng ta có thể thấy cái khối lượng giao dịch trong 24 giờ là gần 1 triệu đô la, chính xác là 970.000 đô la. Và cái khối lượng bốc block lớn nhất, khối lượng khối lớn nhất bây giờ là 18.256.327 khối. Thì đấy là cái thông tin về cái Sếp Moon Swap. Và cái câu chuyện nó gần đây ngày hôm nay đó chính là cái câu chuyện về cái swap and involve, tức là swap và phát triển, chứ không sử dụng cái tính năng swap and liquidify nữa. Thì khi mà nó cập nhật cái đó thì người ta cũng đưa ra những cái thông báo cập nhật trên cái Sếp Moon contract, tức là cái hợp đồng của Sếp Moon. Thì đây chính là cái thông báo thông tin của họ, nó đã có cái thông tin về cái hợp đồng rồi, rất là rõ ràng rồi, cũng như là cái mã code của nó đây có liên quan đến swap and involve. Thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm nhiều đến cái thông tin này, chủ yếu là chúng ta quan tâm đến cái thông tin về cái swap and involve. Thì đây là cái thông tin của nó đưa ra, thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên là họ có những cái thông tin về cái tính năng swap and liquidify, thì nó cũng khá là tương đồng giống như thế, nhưng mà swap and involve á nó sẽ chia ra làm hai cái hoạt động. Thứ nhất là nó sưu tầm cái BNB, và thứ hai là nó sẽ kích hoạt tính năng swap and involve, tức là điều kiện cần và đây là điều kiện đủ để cái tính năng swap and involve nó hoạt động. Thì khi mà chúng ta thực hiện một cái giao dịch trên Sếp Moon Swap á, thì chúng ta bị thu phí là 10%. Thì ngoài những cái phí là trả cho phản ánh, những cái phí đốt bỏ, thì những cái phí còn lại nó sẽ được chia cho cái liquidity pool và cái ecosystem, tức là cái thanh khoản và cái hệ sinh thái. Thì khi mà nó tích hợp, nó thu thập đủ cái số lượng Sếp Moon mang tương đương là 323.323,32 mã thông báo Sếp Moon, thì nó tự động kích hoạt tính năng sưu tầm BNB. Thì tính năng này nó sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi nào mà nó tích đủ cái số lượng Sếp Moon tương đương với cái mã, tương đương với cái mức là 132,32 BNB, và nó quy định luôn ra BNB. Rồi, thì sau khi nó được đổi từ Sếp Moon ra BNB với mức tương đương là 132,32 BNB này, thì nó sẽ chia ra làm hai cái túi. Cái túi thứ nhất và cái túi thứ hai bằng số lượng của nhau là 66,16 BNB. Thì nó sẽ làm một cái công thức như sau. Thằng em một cái ví dụ, đó là 66,16 BNB. Ví dụ bây giờ giá của BNB đang là 320 đô, thì tức là nó sẽ tương đương với 21.171,2 đô la. Với cái mức giá hiện tại, nó sẽ bắt đầu quy ra cái số lượng Sếp Moon. Giá của Sếp Moon hiện tại đang là 0076 này. Đó. Thì là sẽ có 27.856.842,1 cái token Sếp Moon. Thì 27 triệu này sẽ cùng với 66,16 ở cái túi thứ hai được đặt vào trong thanh khoản, để làm sao mà cái số lượng Sếp Moon để swap và cái số lượng BNB để swap nó có mức độ cao. Vì thứ nhất là để cho người bán, người ta có thể bán dễ dàng. Và thứ hai là cái mức giá của Sếp Moon nó không bị giảm, giống như là cái swap and in liquidify kia. Thì đấy là cái điều mà nó khá là quan trọng của cái Sếp Moon, của cái Sếp Moon swap and involve này. Đó, thì cái thông tin chính thức của Sếp Moon đưa ra là đã có thông báo, thì đó là cái điều rất là tốt. Thì cái việc swap and involve sẽ làm giá của Sếp Moon tăng lên bất chấp cái việc bán nó có xảy ra hay không, thì đó là cái điều rất là hay và quan trọng. Đó.
thì trên cái trang Semon Gloobis nó cũng có những cái cập nhật rất là rõ ràng về mức giá, về cái giao dịch sàn tập phi tập trung, rồi khối lượng giao dịch này là 4 triệu đô la này trong tổng số nha, là 4,4 triệu đô la. Và cái chúng ta có luôn cả cái áp lực bán, áp lực mua 57% mua và 43% bán. Và thậm chí đây là cái lượng BNB đã được thu thập được này. Khi nào mà nó thu thập đủ đầy cái vạch xanh này, tức là nó đẩy hết cái vạch đỏ này về bằng không, thì chúng ta bắt đầu kích hoạt thêm một lần sau này vô nữa. Thì cứ như vậy nó liên tục, nó tạo thành một cái vòng tròn. Thì đó là cái hình thức sau này vô, nó sẽ giúp cho cái giá của Sepmoon luôn luôn giữ ở mức ổn định, mặc dù thị trường có giảm hay tăng thì nó không quá ảnh hưởng lớn. Nó sẽ phát triển đúng theo cái lộ trình của nó, và khi nào cái lộ trình của nó ổn định, lượng đốt token của nó đủ lớn thì giá của Semun nó sẽ tự động nó tăng. Đấy là cái điều quan trọng của Sum and Invol. Thì thằng cũng đã có nói cái điều này rất nhiều lần ở những cái video từ ngày trước khi nói về cái thông tin của Sum and Invol rồi, nhưng đến tận thời điểm hiện tại cuối tháng 5 thì chúng ta bắt đầu mới có chính thức được đưa ra. Tất nhiên nó sẽ cần một số thời gian để chứng minh cho cái hoạt động của nó, chứ không đơn giản chỉ là nói một cái là nó được ngay đâu. Đó, cái điều đó là cái điều cũng vẫn cần thời gian. Và đây là những cái thông tin về những cái khối lượng holder đang nắm giữ cái token Semun. Đó, nó chia ra phần trăm rất là rõ ràng, với cái người nắm giữ nhiều nhất là 10.000 cho đến 499.000. Mã thông báo Semun chiếm 59,74%. Thì đây là những người nằm ở trong cái nhóm giữa này. Ở cái mức độ mà số tiền đầu tư không quá nhiều và họ không chịu áp lực về cái việc giao dịch. Cho nên những cái người này nó chiếm nhiều nhất, và đây là những cái lợi thế của họ. Vì họ không quá quan tâm đến cái việc trading cái Sepmoon, mà họ chỉ quan tâm đến việc holding Sepmoon thôi. Còn cái nhóm trên này thì không nói vì là dành cho những người có tiền rồi. Còn nhóm dưới này là những cái nhóm mà người ta hold, gọi như là gần như hold cầu may, hold cho vui. 9.000 token Sepmoon nó không có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Đó. Thì trên cái Sepmoon Lowdown của Sepmoon.education thì cũng có một số những cái luồng suy nghĩ về cái cơ chế sau vô này. Đấy, thì người ta cũng có giải thích cái cơ chế lại, và đây người ta cũng nói luôn đó là mỗi mỗi swap and invol xảy ra, liquidity pool sẽ được củng cố để làm cho việc bán lớn ngày càng ít ảnh hưởng đến giá. Đó là dù ông nào ông bán không bán tháo thì nó không ảnh hưởng nữa, có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Vì vậy việc bán ra ít tác động đến giá hơn, nhưng swap and invol vẫn có thể tác động tích cực cho đến giá, tức là tích cực là tăng giá đó. Rồi điều đó khiến tôi mất một khoảng thời gian dài để tìm ra. Tôi không thể hiểu được làm thế nào để bán có thể ít tác động hơn trong khi mua vẫn có tác động tích cực. Nghe có vẻ quá tốt, đúng. Nhưng tin tôi đi, đó là sự thật. Nếu như bạn muốn hiểu tại sao nó hoạt động, sau đó bạn cần nghiên cứu cách tạo ra trên DeFi Liquidity Pool. Vì vậy, đó không phải tất cả. Bất kỳ giao dịch nào có một phần thuế được chuyển vào LP cũng sẽ đóng góp thuế thẻ 0,03%, chuyển khoản 1%, swap 17 0,17%, tương lai là có sàn giao dịch này, có blockchain, có tua bin NFT và những cái liên kết connection khác đó. Thế nên là còn rất sớm, nhưng còn tương lai khi chúng ta bước vào cuộc suy thoái thì tiếp theo thì sao? Liquidity pool đang được củng cố liên tục, và khi Sepmoon ecosystem và global tokenomics được thêm vào, khi nào cái hệ sinh thái của Sepmoon và cái tính năng global tokenomics này được thêm vào thì nó sẽ dựng nhanh hơn. Điều này sẽ giúp tiếp tục tạo ra khối lượng và giữ giá khỏi giá giữ giá tốt hơn. Đó, đây là cái một cái quan điểm của một cái người hầu Semun. Thì cái thông tin cập nhật của Semun hôm nay chủ yếu là quanh quanh cái câu chuyện đấy thôi. Đó chính là swap and invol thôi, chứ cũng không có gì đó là lớn lắm. Thì chúng ta có thể yên tâm về cái dự án này trong tương lai, đó là sẽ là phát triển rất là tốt. Đấy là quan điểm của Thắng thôi, còn tùy vào của cô và cô chú anh chị chúng ta nhìn nhận về cái dự án này nó như thế nào. Nếu như chúng ta thấy cái video này nó hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho cái channel của Thắng phát triển nhiều hơn. Và nên nhớ rằng kênh này là kênh chia sẻ thông tin, chứ không phải là kênh đưa ra lời khuyên đầu tư về thị trường crypto cũng như là token Sepmoon. Cho nên chúng ta hãy tham khảo thôi. Và nếu như anh chị, cô chú anh chị muốn tham khảo thêm những thông tin bên lề, ví dụ như là đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online hoặc là học tiếng Anh, hoàn toàn miễn phí, đang chia sẻ bằng những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, cũng như là anh chị nào chúng ta có nhu cầu mua sắm online trên các cái trang sàn thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada thì có thể ghé qua website giá rẻ hàng tốt có Thắng để chúng ta có thể mua sắm được những cái sản phẩm chất lượng tốt hơn.
Và nếu như chúng ta thấy cái blog này nó hữu ích thì đừng quên click vô những cái quảng cáo ở đây để ủng hộ cho cái channel của Thắng cũng như là cái blog của Thắng được tương tác tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho cái việc này. Và đến đây video xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Xin chào.